Em xin mến chào anh chị và các bạn thích cây mai vàng. Trước tiên em xin được chúc anh chị ngày mới nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn, bình an và hạnh phúc ha. Thì ngày hôm nay em cũng trở lại chăm sóc và sử dụng phân bón để thúc cho búp nụ ở vườn mai em nó phát triển lớn đều, để bước qua cái chu kỳ thứ ba, đó là tăng kali, giúp cho búp nụ nó già, chắc nụ cũng như lên màu mỡ gà, để cuối năm khi chúng ta lặt lá ra thì cây mai chúng ta nó sẽ bung nở đồng loạt ha. Thì đây là cái cách mà em áp dụng cho vườn mai của em ha anh chị. Thì em cũng chia sẻ để anh chị mình xem tham khảo, nếu như anh chị mình thấy hợp lý thì có thể áp dụng cho cây mai của mình. Thì năm nào cũng vậy, tới thời điểm cuối tháng 9 âm lịch thì em sẽ xem những cây nào mà búp nụ nó còn yếu, nó chưa đều thì em sẽ thúc cho nó căng đều lên ha. Còn những cây nào búp nụ nó đã lớn tương đối đều rồi thì em ngưng ha anh chị. Qua tháng 10 em tăng kali lên để cho nó già đều lên là được. Còn những cây nụ còn yếu như cây này ha, đó, như cây mai này thì anh chị mình thấy ha, búp nụ ở bên ngoài nó vẫn còn rất là nhỏ, bên trong thì nó tương đối lớn và nó già rồi đó, nhưng mà bên ngoài thì nó còn rất là nhỏ, cho nên hãy sử dụng phân bón để em thúc ha, thúc cho nó lớn đều hết từ trong ra tới ngoài. Thì cuối năm khi chúng ta lặt lá ra, búp nụ trên cây nó mới bung nở đồng loạt được ha. Cũng như thời điểm này khi em thúc cho nó búp nụ nó lớn đều thì qua tháng 10 âm lịch là bước vào cái chu kỳ thứ ba là tăng kali cho cây. Thì khi đó những cái búp nụ này nó sẽ già từ trong ra tới ngoài, sẽ hạn chế tình trạng nở bông sớm khi thời tiết giao mùa, trời nắng gắt. Thỉnh thoảng có một hai cây mưa cuối mùa thì nó rất dễ bung nở ha. Nếu như búp nụ mà nó còn non, chưa đủ độ già thì nó sẽ rất dễ bung nở. Thì em làm ở vườn em như thế nào thì em chia sẻ như vậy ha. Anh chị mình cứ tham khảo, thấy hợp lý thì ha, áp dụng cho cây của mình nha anh chị. Đó, những cây này của em thì anh chị mình thấy nè, búp nụ nó còn nhỏ ha. Em quay thêm một vài cây nữa rồi em sẽ pha phân em phun xịt ha. Đó, những cây mà búp nụ như thế này thì em mới thúc ha anh chị. Búp nụ nó nhỏ như thế này em mới sử dụng phân để em thúc cho nó lớn đều lên ha. Nụ nó còn tương đối nhỏ, không có được đều. Từ bên trong thì nụ nó lớn nhưng mà bên ngoài thì nụ nó còn nhỏ. Em thúc cho những cái này nó lớn đều hết lên em mới bắt đầu vô kali ha. Đó, còn qua búp nụ như cây mai này, như cây mai này của em ha, thì như những cây này là em không có thúc nữa ha, không có thúc phân nữa ha. Những cây này là em chỉ vô cho nó một hoặc hai cử kali cao nữa là em ngưng phân ha anh chị. Bởi vì búp nụ nó đã lên đều hết rồi, nó đều từ trong ra tới ngoài rồi, cho nên những cây như thế này là em sẽ không thúc phân nữa ha. Anh chị mình phải xem kỹ cây mai của mình búp nụ như thế nào rồi chúng ta hãy thúc phân ha. Ở như qua những cây này cũng vậy, anh chị mình thấy búp nụ ở bên ngoài tới thời điểm này nó cũng còn rất là nhỏ ha, rất là nhỏ. Bên trong thì nó cũng đã tương đối đều rồi và nó đã lên màu mỡ gà rồi, nhưng cái phía bên ngoài này thì còn rất là nhỏ. Nếu như thời điểm này mà em không thúc để cho nó lớn đều thì cuối năm khi em lặt lá ra, cái chất lượng búp nụ nó bung ra sẽ không được đạt ha. Nụ nào lớn thì nó bung trước, còn những cái nụ nhỏ bên ngoài này thì nó sẽ bung sau. Thì khi đó cây mai em đưa ra chợ nó sẽ không được đạt, cho nên giai đoạn này bắt buộc em phải thúc ha. Thì nó tùy vào cái trường hợp mà mình sử dụng phân để mình thúc một lần hoặc hai lần, thậm chí là ba lần.
thì cứ sau mỗi một lần mà chúng ta phun phân cho cây thì cách 10 ngày sau chúng ta kiểm tra lại bút nụ, rồi chúng ta tiếp tục những cây nào nó đã đạt rồi thì chúng ta ngưng, còn những cây nào chưa đạt thì chúng ta tiếp tục phun nữa ha. Ở như cây mai này thì bút nụ nó đã lên, ở bên trong là nó đã lớn đều hết rồi, còn nó chỉ có một khúc ở ngoài này là nó cũng còn hơi nhỏ. Thì như cây này em chỉ phun thúc một lần là được ha anh chị, bởi vì những cái cơi đọt non nó đã đứng hết rồi, nó không còn đi đọt nữa ha. Thì bây giờ em chỉ cần phun thúc một lần và qua đầu tháng 10 em tăng kali nữa là được đó. Đây là cái trường hợp mà em chỉ phun một lần ha. Hôm nay là ngày 21 tháng 9 thì em phun một lần này, rồi qua tới đầu tháng 10 em tăng kali lên một hoặc hai cử kali cao để cho nụ nó già đều hết lên là được ha anh chị. Và em sẽ ngưng phân bón luôn ha. Đó, anh chị mình nhìn ha. Còn những cây mà tỷ lệ nụ nó nhỏ nhiều thì em sẽ thúc hai lần, thậm chí là ba lần. Cứ sau mỗi lần thúc là chúng ta phải kiểm tra xem nó phát triển lên như thế nào rồi chúng ta quyết định tiếp. Đó, thì nãy giờ em cũng đã quay vài cây trên vườn để cho anh chị mình xem cái bốc nụ để chúng ta sử dụng phân cho nó phù hợp ha. Còn bây giờ em sẽ đi pha phân để em phun cho cây, để anh chị mình cùng xem em sử dụng loại phân gì và liều lượng ha. Đó, và cái phân bón mà em sử dụng để thúc nụ cho vườn mai của em trong ngày hôm nay đó là em sử dụng cái siêu lân 10-60-10 ha. Đây là một loại phân bón có chỉ số lân rất là cao, nó sẽ giúp cho bắp nụ rất là nhanh to ha. Thì trường hợp nếu như cây mai của anh chị tới thời điểm này mà bộ lá trên cây nó quá xanh mượt cũng như chồi non nó vẫn còn phát triển thì anh chị mình có thể sử dụng cái NPK 6-30-30 ha để chúng ta phun. Còn những cây mai của anh chị mà nó đã đứng đọt cũng như bộ lá trên cây nó đã già thì anh chị mình nên sử dụng cái 10-60-10 ha, không nên sử dụng 6-30-30 bởi vì hàm lượng kali nó rất là cao. Những cây mai mà nó đã đứng đọt nó khằng cây rồi mà anh chị mình đưa cái 6-30-30 thì nó sẽ dễ rụng lá nha. Đó, thì ở vườn em này hầu như là tất cả nó đã đứng đọt rồi, cho nên em sử dụng cái siêu lân này ha. Đây ha, em sử dụng là 1 lít nước em pha cho 2,5 gram ha anh chị. Thì ở đây cái xô này của em là 60 lít, là em sử dụng 150 gram ha. Đó, em đã cân sẵn đây rồi, 150 gram em pha cho 60 lít nước. Đó, bây giờ em sẽ đánh lên và em tiến hành phun cho vườn của em ha. Thì anh chị mình có thể kết hợp chung với thuốc sâu hoặc bọ trĩ anh chị mình phun ha. Còn như ở vườn em thì em mới phun thuốc sâu, bọ trĩ và mancozeb, cho nên ngày hôm nay em chỉ phun một mình phân bón ha. Và anh chị mình lưu ý đối với phân bón thì chúng ta nên phun vào buổi chiều ha, và sáng ngày hôm sau thì anh chị mình phun rửa nước lên tàn sơ lại ha, để hạn chế tình trạng cháy lá. Hoặc là lỡ mà anh chị mình có pha hơi lố tay thì nó cũng sẽ rửa trôi bớt đi ha anh chị. Rồi, thì sau khi em đã quậy tan cái phân thì em cho vào xô để em tiến hành phun ha. Thì cái 10-60-10 này nó có hai loại ha anh chị. Một là cái màu xanh như thế này, hai là màu trắng ha. Có hai loại. Thì sau khi em đã pha phân thì em cũng tiến hành phun cho vườn mai em cũng phun ít cây cho anh chị mình xem ha. Đó, chúng ta phun ướt đều tàn lá thân cành luôn ha anh chị. Sáng ngày hôm sau thì anh chị mình phun xả sơ nước lại ha. Chúng ta phun xả sơ nước trên tàn lại
những cái phân bón mà nó cặn nó bám ở trên lá thì nó cũng rửa trôi đi ha, nó đỡ bị cháy lá. Hoặc là lỡ may mà anh chị mình có pha hơi hơi nhiều một chút thì nó cũng rửa bớt đi ha. Đó, hôm nay em phun thì 7 đến 10 ngày sau em sẽ tiếp tục kiểm tra xem nó phát triển như thế nào. Em sẽ phun tiếp một cử nữa ha. Như ở vườn em tới thời điểm này là nó đứng đọt hết rồi, cho nên khi em phun thân thì bút nụ nó sẽ lên rất là nhanh. Đó, những cây này bút nụ nó như thế này ha, bên trong thì nó cũng khá là đều rồi, nhưng mà ở bên ngoài nó còn nhỏ. Đó, anh chị thấy nụ bên trong ha cũng khá là đều. Giờ em phun để cho nó lớn đều từ trong ra. Những cây này của em thì bây giờ nó không còn cái đọt non phát triển nữa. Như ở vườn em mà mỗi khi em phun phân thuốc thì em phải phun 2 ngày mới hết ha. Mỗi một ngày em phun một nửa anh chị. Tại vì chỉ có một mình em làm, cho nên em chia ra cứ mỗi một ngày em phun một nửa vườn. Chỉ có bón phân khô thì em mới bón hết trong một ngày được. Còn phun phân thuốc này thì cứ mỗi ngày em phun một phân nữa. Chứ em ngồi trên xe lăn như thế này mà em kéo ống thì phun hết vườn thì rất là đuối ha. Nhưng mà tưới nước là phải tưới hết ha anh chị. Cây mai của anh chị mà bút nụ nó còn nhỏ hoặc là nụ nó vẫn còn nhỉnh hơn cái nụ kim xíu ha, anh chị mình chỉ cần phun cái này khoảng chừng 3 lần là anh chị mình thấy bút nụ nó sẽ phát triển lên lớn thấy rõ luôn ha. Cứ tuần lễ anh chị mình phun một lần. Như những cây này của em thì bút nụ nó đã lên rõ hết rồi, giờ em chỉ thúc cho nó căng lên hết anh chị. Thì cái siêu lân này nó sẽ làm cho cái nụ nó căng phình ra ha, căng phình ra nhanh lớn này ha. Ở những cây mai này là em tạo nụ nó từ hôm tháng 6, tháng 7 tới thời điểm này thì em mới bắt đầu sử dụng 10-60-10 để em thúc ha. Tới thời điểm này em mới bắt đầu đưa 10-60-10 để em thúc cho nụ nó căng lên. Thì thường thường anh chị mình thấy tại sao những người ta trồng vườn mà bút nụ tới cuối năm nụ nào nấy nó cứ căng tròn lên,
Thì đây là cái cách mà chúng ta làm để cho nụ nó căng lên ha. Khi nụ nó căng như thế này rồi, chúng ta sử dụng kali cao bón cho cây để cho nó chắc và nó già nụ lại nữa, là kết thúc quy trình chăm sóc một năm. À, em phun thêm một hai cây nữa em dừng clip ha anh chị, để mà tiếp tục tranh thủ phun cho vườn của em. Đó thì em chia sẻ đến anh chị như thế nào là em phải áp dụng trên cây mai của em ha. Nhiều bạn không biết hỏi nói ổng quay lên chia sẻ cầm hũ phân như vậy thôi chứ ổng đâu có phun cho cây của ổng. Thì đây anh chị mình thấy rồi, em thực tế ha, em pha nguyên một cái xô cả gần cả 100 lít nước chứ không phải là ít ha, phun cho cây của em. 10 ngày nữa em quay cho anh chị mình xem búp nụ nó sẽ khác liền ha. Rồi thì ngày hôm nay cũng nhân tiện em phun 10-60-10 để thúc nụ cho vườn mai của em. Em cũng làm clip và chia sẻ đến anh chị. Thì hy vọng cũng sẽ giúp ích được anh chị mình phần nào trong việc trồng và chăm sóc cây mai. Và clip chia sẻ tới đây em cũng xin được tạm dừng để tiếp tục tranh thủ phun cho vườn của em. Thì trước khi kết thúc em xin được cảm ơn tất cả cô chú anh chị cùng các bạn đã luôn luôn theo dõi và tin tưởng những gì em chia sẻ. Và anh chị mình xem sau, nếu chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới và nhấn vào chuông thông báo để đón nhận những clip tiếp theo. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.